Quý anh chị tuổi Bính Thìn thân mến, mình được tử vi hoan hỷ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh. Chu kỳ 60 năm của đời người đã dự đoán rằng tháng 7 âm lịch tới đây sẽ là một tháng có nhiều may mắn đối với quý anh chị tuổi Nhâm Tý, được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài ưu ái, quý nhân tương trợ, làm ăn trúng lớn, trúng số đổi đời, mua nhà, mua đất, mua xe, khiến cho người người phải ngưỡng mộ. Vậy vận trình của quý anh chị diễn biến ra sao? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may cực độ trong tháng 7 cô hồn này? Thì ngay sau đây xin mời quý anh chị tuổi Nhâm Tý cùng theo dõi. Nội dung chi tiết. Tổng quan người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Người tuổi Bính Thìn hay còn gọi là tuổi rồng, mạnh mẽ và cứng rắn, là con giáp thứ 5 trong tử vi học phương Đông. Họ là những người có sức lôi cuốn người khác vào cuộc sống của mình một cách rất đặc biệt. Không phải luôn luôn dễ gần, họ có thể đòi hỏi không suy tính và quá tự tin về kỹ năng của mình. Người tuổi Bính Thìn có sức mạnh ghê gớm trong việc đạt được mục đích, họ không bao giờ từ bỏ điều gì đó nếu đó là mục đích của họ. Họ luôn tìm thấy các giải pháp trong công việc. Khi người tuổi Bính Thìn thoải mái, họ sẽ tập trung được năng lượng mạnh nhất trong tinh thần và con người mình. Nhìn chung, những người tuổi Bính Thìn đều thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Đặc biệt, họ là những người có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài, rất có khí chất. Theo quan niệm Á Đông, hình ảnh rồng bay lên trời luôn là biểu tượng của sự thịnh vượng, may mắn. Cũng chính vì vậy mà những người tuổi Bính Thìn thường được gắn với ý chí mạnh mẽ, thích chinh phục và cũng mang lại nhiều may mắn cho những nơi họ đến, những người họ gặp. Những người tuổi Bính Thìn là những người lãnh đạo và họ thích được như vậy. Họ không hề thiếu tự tin và rất giỏi trong việc khai thác trí thông minh, tài năng và năng lượng. Kỹ năng phi thường này tạo ra nhiều cơ hội cho họ đạt được những điều tuyệt vời. Các công việc cho phép vận dụng khả năng sáng tạo đều phù hợp với họ, thành công thường đi theo những người tuổi Bính Thìn. Họ là những người có ý tưởng vĩ đại, với năng lực của mình, họ có thể làm những điều tưởng chừng như không thể. Đối với họ, không có chướng ngại nào không thể vượt qua, họ như cơn gió cuốn phăng mọi thứ. Đây chính là những người giàu trải nghiệm nhất, chẳng bao giờ e sợ mạo hiểm về tài chính cũng như sự nghiệp, vì lúc nào họ cũng có thể xoay sở được tình huống để vượt qua nó. Với tính quyết đoán, họ luôn mang đến một luồng gió mới trong công việc mà họ chọn, nhưng có lẽ tài năng mà họ có được sẽ thích hợp nhất với thế giới giải trí. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, đúng tháng 7 năm 2023 âm lịch. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Thiên can canh kim, địa chi thân kim, đặc trưng, thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Tháng Canh Thân này, người tuổi Bính Thìn có nhiều cát tinh cao chiếu, báo hiệu một tháng mới nhiều sự hanh thông, tốt lành, nhiều cơ hội mở ra. Đồng nghĩa với việc bản mệnh phải chủ động nắm bắt và tranh thủ lợi thế thì mới có thể giành được những thành quả ngọt ngào đáng tự hào. Nhờ có tam hợp thái tuế, công danh, sự nghiệp của những chú rồng khá lý tưởng, con giáp này có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn, cũng có nhiều không gian để phát triển theo con đường mình muốn. Khó khăn trở ngại cũng sẽ sớm được khắc phục, cứ kiên trì tới cùng, sẽ có quý nhân giúp sức, kết quả khả quan. Gặp thiên thời địa lợi, dù đôi khi tinh thần làm việc chưa quá hăng hái, nhưng mọi thứ tiến triển khá thuận lợi, ít phát sinh sự cố bất ngờ. Có điều, ngũ quỷ xuất hiện mang theo dấu hiệu tiểu nhân đeo bám rõ ràng, làm gì tuổi Bính Thìn cũng nên thận trọng. Tháng này, tài vận của tuổi này cũng có nhiều khởi sắc, có tài tinh soi chiếu, chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định. Có thể cân nhắc đầu tư, nhưng cần tỉnh táo và đề cao cảnh giác, biết đúng điểm dừng kẻo ham mê quá rồi trắng tay. Đừng quên tháng này là tháng cô hồn, mọi việc đều cần tính toán cẩn thận nên đặt an toàn và ổn định lên trên hết. Về chuyện tình cảm có xảy ra một vài mâu thuẫn, xung đột hay hiểu nhầm giữa các thành viên trong gia đình,
nhưng được giải quyết ổn thỏa. Có điều, các cặp vợ chồng kết hôn lâu cần dành nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm hơn nữa. Tình hình sức khỏe trong tháng của người tuổi Bính Thìn cũng cần chú ý, dù không có gì đáng lo ngại. Nhưng do có hung tinh ngũ quỷ xuất hiện nên việc đi đứng phải cẩn thận, tránh tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Chi tiết cụ thể từng phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Bính Thìn gặp cục diện tam hợp, lại thêm quan đới che chở, vận trình sự nghiệp trên đà thuận lợi, mưu sự dễ thành. Con giáp này có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn, cũng có nhiều không gian để phát triển theo con đường mình muốn. Khởi đầu thuận lợi, những kế hoạch về sau cũng dễ dàng triển khai hơn, bạn cần chú ý để nắm bắt cơ hội thể hiện mình. Vận quý nhân của con giáp này trong tháng khá vượng, nên dù gặp tháng cô hồn, nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhẹ nhàng. Khó khăn, trở ngại cũng sẽ sớm được khắc phục, cứ kiên trì tới cùng sẽ có quý nhân giúp sức, đạt kết quả khả quan. Nguyệt lệnh lâm quan đới sẽ rất có lợi cho những ai làm công chức nhà nước, cơ hội tiến thân đã đến, hãy khéo léo hành xử, biến những điều không thể thành có thể, con giáp thông minh, lanh lợi như bạn chắc chắn sẽ làm được điều mình muốn. Gặp thiên thời, địa lợi, dù đôi khi tinh thần làm việc chưa quá hăng hái, nhưng mọi thứ tiến triển khá thuận lợi, ít phát sinh sự cố bất ngờ, nhưng nhiều cơ hội mở ra, đồng nghĩa với việc bản mệnh phải chủ động nắm bắt và tranh thủ lợi thế. Tránh để vụt khỏi tầm tay thì mới có thể giành được những thành quả ngọt ngào đáng tự hào. Có điều, ngũ quỷ xuất hiện, mang theo dấu hiệu tiểu nhân đeo bám rõ ràng, có thể gây ra một vài sự cản trở nhất định trong công việc. Cho nên, làm gì tuổi Bính Thìn cũng nên thận trọng, chớ chủ quan lơ là mà sập bẫy kẻ xấu. Cũng cần chú ý một vài ảnh hưởng cảm tính do quan đới gây ra, khiến bản mệnh sử dụng tình cảm trong hành động, dễ bị cảm xúc chi phối, nên cũng hay làm việc tùy hứng. Thích là làm, không thích lập tức có thể bỏ dở giữa chừng. Điều này gây ra không ít rắc rối, thậm chí còn làm mất lòng người khác, dễ bị cô lập trong tập thể. Cho nên, mệnh chủ nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình, biết lúc nào cần dùng lý trí, lúc nào cần dùng tình cảm để không gây ra rắc rối, không thể vãn hồi. Theo phong thủy phi tinh, tháng này ở phương chính đông trong nhà, nơi có sao lục bạch, chủ chức vụ, tài lộc xuất hiện, nên chú ý dọn dẹp đồ đạc sạch sẽ. Có thể bày thêm những vật phẩm phong thủy vượng quý nhân như voi hoàng ngọc hay quả cầu vàng sẽ rất có lợi cho đường tiến thân của bạn. Về phương diện tài lộc, tử vi tuổi Bính Thìn tháng 7 năm 2023 âm lịch về tài lộc, con giáp này cảm nhận khá rõ sự khác biệt khi tiền tài ngày càng vượng. Tháng có tam hợp thái tuế mang lại cho bạn khá nhiều vận may liên quan tới tiền bạc. Thêm cả sự xuất hiện của thực thần, bản mệnh có thu nhập tăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, cả chính tài và thứ tài đều sáng. Thu nhập của bản mệnh đến từ nhiều nguồn và khá linh hoạt chứ không phụ thuộc vào duy nhất bên nào. Tình hình kinh doanh, buôn bán khả quan, tuổi Bính Thìn nhạy bén về tài chính, sẽ nhìn ra cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi, làm gì cũng có cơ hội thành công, hãy mạnh dạn làm điều bạn có tự tin. Người làm ăn, kinh doanh với quy mô nhỏ lẻ, có cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn thu về lợi nhuận bất ngờ. Lưu ý, tiến hành từng bước, thận trọng, bước chậm còn hơn nhanh, ẩu đoảng để nhận lấy thất bại. Bạn cũng có thể cân nhắc đầu tư ở thời điểm này, nhưng nhiều cơ hội đầu tư mở ra trước mắt có thể khiến bản mệnh choáng ngợp. Việc khó khăn nhất đó là lựa chọn hạng mục phù hợp, đừng quá vội vàng đưa ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó, biết đúng điểm dừng, tránh tham thì thâm là được. Hơn nữa, bạn nên chọn ngành nghề mà bạn biết rõ nhất, hiểu biết của bạn về nó nhiều nhất có thể thì bạn sẽ tự tin hơn. Nếu cảm thấy lấn cấn ở bất cứ cơ hội nào đó, thì hãy tin vào trực giác của mình và tạm thời bỏ qua một bên, tính sang phương án khác. Đừng quên tháng này là tháng cô hồn, mọi việc đều cần tính toán cẩn thận, hãy đặt an toàn và ổn định lên trên hết. Tuy tài chính rủng rỉnh là vậy, song bản mệnh cũng sẽ khá bận rộn, cần phải có kế hoạch quản lý tài chính cụ thể thì mới kiểm soát được nguồn tiền ra vào nhanh chóng và hiệu quả. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tháng 7 năm 2023 âm lịch này, nhân duyên của người tuổi Bính Thìn khá vượng, tình cảm có nhiều bước tiến triển tốt đẹp và bất ngờ. Trong tháng, các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, hợp tác khách hàng của người này dễ dàng tìm được tiếng nói chung, khéo léo thuyết phục được đối tác. Phương diện tình cảm cá nhân khá đặc sắc, được sự hậu thuẫn của nhiều cát tinh, bản mệnh tự tin trong giao tiếp, khéo léo trong cách hành xử, sức hút cứ thế lan tỏa. Gia đạo yên vui, tinh thần phấn khởi, tâm lý thoải mái để bản mệnh tập trung phấn đấu cho công việc, một vài mâu thuẫn, xung đột hay hiểu nhầm giữa các thành viên trong gia đình được giải quyết ổn thỏa.
Có điều, các cặp vợ chồng kết hôn lâu cần dành nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm hơn nữa, quan tâm, chia sẻ với nửa kia cũng là cách tốt để giúp cả hai xích lại gần nhau hơn. Về mặt sức khỏe, xem tử vi tháng, tình hình sức khỏe của người tuổi Bính Thìn trong tháng cũng cần chú ý. Dù không có gì đáng lo ngại, nhưng do có hung tinh ngũ quỷ xuất hiện nên có thể gặp tai nạn bất ngờ hoặc chấn thương về chân và tay. Đi lại chú ý vấn đề an toàn giao thông để không hại mình và hại người. Tháng 7 âm lịch, âm khí tràn trề, bạn nên nghỉ ngơi điều độ, dưỡng dương khí cho mình. Đây là khoảng thời gian giao hòa giữa tiết đại thử và tiểu thử, thời tiết oi nóng, tạo cơ hội cho dịch bệnh lan tràn. Những người tuổi Bính Thìn có tiền sử về bệnh tim hoặc bệnh về máu thì nên ngủ đủ giấc, giữ phòng ốc sạch sẽ, thoáng mát. Theo phong thủy phi tinh, tháng này nhị hát hung tinh, chủ bệnh tật ốm đau bay vào hướng đông bắc, mang theo trường khí hỗn loạn, gây hại cho sức khỏe. Khu vực này cần được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, nếu có thể hãy đặt một chiếc hồ lô phong thủy ở đó để giải trừ hung hiểm, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe bản mệnh và gia đình. Tiếp theo đây là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Vận trình tuần mới của người tuổi Bính Thìn có thăng có trầm, có những thuận lợi, lẫn khó khăn xen lẫn, xuất hiện trong tuần này, vẫn cần thận trọng để hạn chế rủi ro. Đây cũng là thời gian để bạn suy nghĩ về những gì mình đã làm được và chưa làm được, tính toán cẩn thận cho tương lai. Ngay từ đầu tuần, thiên quan đã gây ra không ít rắc rối cho bản mệnh, thì có điềm báo tiểu nhân đang đến, quấy phá vận trình công danh, sự nghiệp của con giáp này. Tuổi Bính Thìn không thực sự hiểu về những hung hiểm mình có thể đối mặt, nên có thể sa chân vào cạm bẫy của kẻ xấu bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bản mệnh không cần quá lo lắng, chỉ cần cố gắng hết sức làm việc và dùng thực tế chứng minh giá trị của bản thân mình, thì tiểu nhân sẽ tự lùi bước. Tài lộc trong tuần không được suôn sẻ, do chịu ảnh hưởng của đại hao hung tinh, bản mệnh cần có cách chi tiêu, quản lý tài chính hợp lý, không nên ỷ vào việc mình kiếm được ra tiền mà chơi bời phung phí. Đồng thời, khi có cơ hội làm ăn mở ra trước mắt, bạn cũng cần phải đánh giá xem cơ hội đó có phù hợp với sức của mình không, đừng nên quá tham lam, dẫn đến hành động mù quáng. Phương diện tình cảm trong tuần này duy trì ở mức bình ổn, không khí gia đình hài hòa, hạnh phúc, mọi người cùng nhau nhường nhịn, yêu thương. Quý nhân, Dần, Mùi, tiểu nhân, Hợi, Mão, màu sắc may mắn, tím, đen, con số phát tài, 99, 04, 61. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Sao Thái âm mang tới vận trình tình duyên đáng hứa hẹn cho người tuổi Bính Thìn trong tuần này, đặc biệt là nữ mệnh. Đây là cơ hội để bản mệnh quên đi những chuyện không vui, những tổn thương trong quá khứ, để sống vui cho hiện tại, cho nên nếu có cơ hội tình cảm tìm đến vào lúc này, thì hãy mạnh dạn đón nhận nhé. Phương diện công danh của những chú rồng cũng có nhiều dấu hiệu tiến triển khả quan trong tuần này nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân. Thái âm cho thấy, quý nhân ở đây thường là nữ mệnh, tuổi Bính Thìn có thể sẽ được quý nhân chỉ lối dẫn đường, cho tìm thấy hướng đi thuận lợi, dễ dàng hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức cho mình. Cơ hội đến chủ yếu ngay từ đầu tuần, bạn nên tranh thủ tận dụng lợi thế lúc này, nhờ có thiên ấn và chính quan phù trợ. Những cống hiến bấy lâu nay của bạn được cấp trên ghi nhận, bạn có thể được cất nhắc lên một vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của mình hơn. Tài vận của bản mệnh cũng đang trên đà tăng tiến, nhưng vượng nhất vẫn là thời điểm giữa tuần đến cuối tuần. Thiên tài cho thấy, bản mệnh cũng chẳng cần phải tìm kiếm tài lộc đâu xa, sẽ có người tự mang tới. Tuy nhiên, dù thời điểm nào cũng cần phải thận trọng khi đầu tư kinh doanh để hạn chế rủi ro tiềm ẩn. Quý nhân, Dậu, Hợi, tiểu nhân, Ý, Mùi, màu sắc may mắn, vàng, hồng, con số phát tài, 51, 90, 11. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Dịch mã động tinh xuất hiện trong tử vi tuần này của người tuổi Bính Thìn, báo hiệu một tuần năng động và khó ngồi im một chỗ. Những suy nghĩ an toàn, ổn định sẽ dần bị thay thế bởi những hành động táo bạo và mạnh mẽ hơn. Đừng quá lo lắng, bởi với sự linh hoạt, chủ động của bạn thì khó khăn hay thách thức một chút ở thời điểm này cũng không có gì đáng ngại cả. Tuy nhiên, đầu tuần có thương quan nhập cục, nhắc nhở con giáp này nên biết giữ mình, tránh xa những chuyện thị phi, tranh đấu nơi công sở, để không vô tình vướng phải bất cứ cuộc chia bè kết phái nào, việc gì không liên quan tới mình thì không nên tham gia. Ngoài ra, khi tham gia giao thông nên cẩn trọng,
muốn sang đường phải nhìn trước ngó sau cẩn thận. Tài lộc trong tuần khá ảm đạm, kiếp tài đứng bóng, tiền ngay trước mắt nhưng chưa chắc đã lấy được về tay. Có thể bản mệnh sẽ đưa ra những quyết định sai lầm trong lúc nóng vội, chưa tính toán kỹ càng, khiến cho tài lộc tổn hao. Ngoài ra, bản mệnh cũng đừng vì quá mải mê làm việc hay kiếm tiền mà quên chăm lo cho đời sống tình cảm, vun vén các mối quan hệ cá nhân. Chăm sóc bạn đời, chu toàn gia đình đều phải đầy đủ, đó không những là trách nhiệm mà còn là niềm vui, giúp tuổi Bính Thìn thoải mái hơn sau những giờ làm việc căng thẳng, sau những bộn bề bon chen bên ngoài. Quý nhân, Mão, Ngọ, tiểu nhân, Mùi, Thân, màu sắc may mắn, tím, vàng, con số phát tài, 50, 41, 68. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Thiên Đức Cát Tinh che chở cho vận trình tài lộc tuần này của người tuổi Bính Thìn khi bản mệnh tìm được những cơ hội làm ăn, kinh doanh đáng hứa hẹn. Nhìn chung, thu nhập của người theo nghiệp buôn bán sẽ nhìn hơn người làm công việc bàn giấy. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt bởi tiềm năng của bạn vốn lớn hơn tưởng tượng của bạn rất nhiều. Trong công việc, cơ hội thăng quan tiến chức mà sao Thiên Đức trợ lực không phải là nhiều và lúc nào cũng ở sẵn đó. Vì thế, ai đang có tham vọng thì nên chấp ngay cơ hội đang có vào lúc này, hãy dồn tâm dồn sức của bạn vào những việc đang làm để hoàn thành mục tiêu, rồi bạn sẽ sớm nhận được thành quả. Bản mệnh tuổi Bính Thìn cần phải kiên trì, cố gắng thì mới có được thành công. Nhiều lúc cuộc sống không như chúng ta mong đợi, nhưng nếu bạn bỏ cuộc thì chỉ có thất bại mãi mãi. Tỷ Thiên giúp cho con giáp này vững vàng hơn trong những chặng đường phía trước của mình. Về phương diện tình cảm, người tuổi Bính Thìn sẽ phải trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc trong chuyện tình cảm, vui có, buồn có, mọi thứ đan xen, các cặp đôi khó tránh chuyện cãi vã, xung đột, nhưng sau tất cả, đôi bên lại tìm cách hóa giải, tình cảm càng gắn kết. Quý nhân, Hợi, Mão, tiểu nhân, Mùi, Tỵ, màu sắc may mắn, xanh lá, vàng, con số phát tài, 02, 49, 61. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Bính Thìn. Sinh năm 1976, trong tháng 7 âm lịch, đụng trúng thần tài, no nê tài lộc, của cải nhiều như thác lũ, sống sung túc cả đời. Hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không, quý vị nhé! Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn, sinh tháng 4 âm lịch. Người tuổi Bính Thìn sinh tháng 4, đúng vào tiết Lập Hạ, là người có ý chí cao xa, có ý nguyện rời non lấp bể, là bậc kỳ tài hiếm có trên đời. Người làm trai trí ở bốn phương, đông chinh bắc phạt, roi ngựa vẫy vùng, uy phong hiển hách. Chú rồng này có số mệnh nắm giữ vương quyền, thống soái thiên hạ, danh lợi song toàn. Sinh vào tháng 4 âm lịch trong năm, người tuổi Bính Thìn có thể nói, vận số cực kỳ tốt, công danh lợi lộc không thiếu thứ gì, được muôn người đọng trong kính nể. Là người có chí lớn, tài hoa, xuất sắc hơn người. Người này sức khỏe tốt, tinh lực dồi dào, tính cách cương trực, thẳng thắn, ghét sự xấu xa, giả dối. Nam mệnh phần lớn thích hợp cho nghiệp binh trường, có thể vì quốc gia mà hy sinh thân mình, làm nên nghiệp lớn. Người tuổi Bính Thìn mà sinh vào tháng 4 âm lịch thì khí chất hơn người, công danh, sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào, gia nghiệp vững vàng, đức cao vọng trọng, thông minh tài giỏi, quyền lực nắm trong tay. Vận mệnh người tuổi Bính Thìn sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch trong năm là tiết Lập Thu, những người sinh tháng 7 thông minh đĩnh ngộ, lo sự chu toàn, dũng khí hơn người, biết lượng sức mình, tiến thoái có chừng mực. Bất cứ chuyện gì, người này cũng đều cẩn trọng, nên kẻ tiểu nhân không có cơ hội để hãm hại. Người này cũng có cuộc đời khá viên mãn, thành công và vượng quý nhân. Người tuổi Bính Thìn sinh tháng 7 âm lịch, cuộc đời hạnh phúc, thành công, tài đức song hành, trí tuệ hơn người, họ may mắn được anh em, bạn bè giúp đỡ hỗ trợ rất nhiều. Cũng là người vượng vận quý nhân, đường sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, chỉ cần đề ra mục tiêu là nhất định sẽ đạt được. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết Bạch Lộ, người sinh tháng này cầm tinh con rồng, là nhân trung hào kiệt, khí chất nho nhã, phong lưu, thích giao du bạn bè, kết bạn bốn phương, ngao du bốn bể. Người tuổi Bính Thìn sinh tháng 8 âm lịch, tư chất hơn người, vẻ ngoài nho nhã, điềm tĩnh, có sức hút rất lớn với người khác phái. Họ có tài năng xuất chúng, tính tình hiền hòa, cư xử có chừng, có mực, được nhiều người yêu mến và kính nể. Họ thích gần gũi với thiên nhiên, đam mê xê dịch, yêu du lịch. Họ có chí hướng cao xa, tham vọng to lớn, bản thân người này có thể nhờ học hành mà ghi danh bảng vàng, thành công rực rỡ, có lộc về đường quan chức.
được quý nhân phò trợ, những chú rồng này gặp hung hóa cát, dù làm chuyện gì cũng đều có thể thành công, tài lộc ầm ầm kéo tới, cả đời được hưởng phúc lộc, bình an, tự nhiên mà có. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch trong năm là tiết lập đông, người tuổi Bính Thìn sinh tháng này, không cần phải vất vả quá nhiều, tài năng bất phàm nên vẫn có được thành công. Tuy nhiên, ý chí người này không cao, sợ khó, sợ khổ, sợ thất bại nên không chịu dấn thân tiến bước, cuộc đời an phận thủ thường, không màng danh lợi, không cần sự nghiệp cao xa, không thèm chức cao vọng trọng. Người tuổi Bính Thìn sinh tháng 10 âm là điển hình của mẫu người thích những gì an toàn và ổn định, họ tin vào ông trời sắp đặt, chấp nhận số phận dành cho mình những điều gì thì yêu lấy điều đó, không giành giật cũng không ganh tị với ai. Tính cách của họ cũng có phần cô độc, thích sống một mình, không muốn hòa mình với đám đông, cũng khó thích nghi với cuộc sống tập thể. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.